Mến chào quý vị khán giả đang đến với bản tin dịch COVID-19 trên kênh Bản tin Nóng. Sau đây là phần điểm tin chính mới nhất ngày hôm nay. Kit của Việt Á nhập từ Trung Quốc, 19 tỷ đồng nghiên cứu đi đâu? Bắt giám đốc CDC Bắc Giang cùng hai bị can nhận 44 tỷ đồng của công ty Việt Á. Thu quá phí dịch vụ test COVID-19 hơn 5,5 tỷ đồng, giờ không biết trả lại ra sao. Hành vi trục lợi các chuyến bay giải cứu cần bị lên án trừng trị. Và sau đây là thông tin chi tiết, mời quý vị cùng đón xem. Kit của Việt Á nhập từ Trung Quốc, 19 tỷ đồng nghiên cứu đi đâu? Thưa quý vị, ngày 20 tháng 12 năm 2021, báo Lao động đăng bài, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Y tế cho biết kit của công ty Việt Á sản xuất hay ở đâu ra. Bài báo đặt vấn đề: xin mời Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế trả lời cho thẳng thắn, kit xét nghiệm của công ty Việt Á có do doanh nghiệp này sản xuất hay mua ở đâu về lắp ráp? Bởi vì các nhà máy của công ty Việt Á ở đâu sản xuất kit xét nghiệm COVID-19 theo quy trình công nghệ gì? Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế chắc chắn đã đi kiểm tra nhà máy, quy trình nên mới công nhận, cấp phép. Riêng phóng viên báo Lao động đi đến các địa chỉ của công ty Việt Á tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương thì không dám nghĩ đó là cơ sở sản xuất kit xét nghiệm COVID-19 mà là cái kho chứa đổ phế thải. Hai Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế im lặng nhưng nay đã có câu trả lời. Tổng cục Hải quan công bố thông tin, từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2021, công ty Việt Á nhập 3 triệu test nhanh COVID-19 từ Trung Quốc với tổng trị giá 64,68 tỷ đồng. Giá khai báo 0,955 USD một test, khoảng 21,56 nghìn đồng một test. Đến nước này thì không thể không nhắc lại công bố của Bộ Khoa học Công nghệ. Ngày 25 tháng 4, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, WHO đã công nhận bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam do Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Học viện Quân y và công ty Việt Á phối hợp nghiên cứu và sản xuất. Việc nói dối WHO công nhận đã lộ rồi, bây giờ lộ thêm vụ nghiên cứu và sản xuất nhưng lại nhập từ Trung Quốc. Bộ Khoa học Công nghệ hãy trả lời về việc Hội đồng Khoa học thông qua sản phẩm này căn cứ vào cơ sở nào. Thời gian nghiên cứu từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 10 năm 2021, nhưng ngày 3 tháng 3 năm 2020, Hội đồng Khoa học Công nghệ cấp quốc gia đã thông qua và kiến nghị Bộ Y tế cấp phép sử dụng bộ kit Real-Time RT-PCR do Học viện Quân y và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á phối hợp nghiên cứu sản xuất. Một tháng đã nghiên cứu thành công một công trình khoa học quan trọng như trên thì xứng đáng được trao giải cỡ thế giới. Nêu lại thông tin này để thấy rằng việc công bố thành tựu khoa học kit test trên là ngụy khoa học, là dối trên, gạt dưới. Còn nữa, Bộ Khoa học Công nghệ phải trả lời cho rõ kit test Việt Á nhập từ Trung Quốc. Vậy thì 19 tỷ đồng sử dụng để nghiên cứu những gì? Bắt giám đốc CDC Bắc Giang cùng hai bị can nhận 44 tỷ đồng của công ty Việt Á. Thưa quý vị, ngày 21 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, xảy ra tại công ty Việt Á và các đơn vị địa phương liên quan. Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an xác định ông Lâm Văn Tuấn, Giám đốc CDC Bắc Giang, có hành vi thông đồng cấu kết với ông Phan Huy Văn, Giám đốc công ty Phan Anh, có trụ sở tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc công ty Việt Á và các đối tượng liên quan vi phạm các quy định của luật đấu thầu khi tổ chức đấu thầu mua kit xét nghiệm COVID-19 do công ty Việt Á sản xuất. Tổng giá trị 148 tỷ 310 triệu 219.136 đồng. Ông Phan Huy Văn và bà Phan Thị Khánh Vân, chị ruột của Phan Huy Văn, còn thỏa thuận nhận trên 44 tỷ đồng tiền phần trăm ngoài hợp đồng do công ty Việt Á chuyển. Phan Thị Khánh Vân đã chi một phần tiền cho ông Lâm Văn Tuấn, Giám đốc CDC Bắc Giang. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 21 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lâm Văn Tuấn, Giám đốc CDC Bắc Giang, Phan Huy Văn, Giám đốc công ty Phan Anh, Phan Thị Khánh Vân, kinh doanh tự do, chị ruột Phan Huy Văn, về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 3 phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra mở rộng, làm rõ bản chất vụ án, xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật, ra soát thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Thu quá phí dịch vụ test COVID-19 hơn 5,5 tỷ đồng do không biết trả lại ra sao. Thưa quý vị, đại diện Sở Y tế tỉnh Kon Tum cho hay đơn vị đã gửi văn bản đề xuất Sở Tài chính tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh này xử lý số tiền chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 9 tháng 11 năm 2021. Cụ thể, trong thời gian trên, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum đã thu giá xét nghiệm 238.000 đồng một lần, cao hơn so với mức giá mua kit xét nghiệm theo kết quả đấu thầu. Tổng số tiền chênh lệch do thu giá xét nghiệm cao là trên 5,5 tỷ đồng. Sở Y tế Kon Tum đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương rà soát thực hiện hoàn trả kinh phí chênh lệch giá dịch vụ xét nghiệm test nhanh COVID-19 đã thu cho những người đã thực hiện xét nghiệm nhanh trong thời gian trên. Tính đến ngày 14 tháng 1, các đơn vị mới hoàn trả cho những người sử dụng dịch vụ xét nghiệm nhanh COVID-19 trên địa bàn tỉnh với số tiền trên 100 triệu đồng. Số tiền 5,5 tỷ còn lại không hoàn trả được, theo Sở Y tế là do đa phần người tham gia dịch vụ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên là các doanh nghiệp hoặc cá nhân kinh doanh có liên quan đến vận tải hàng hóa ngoài tỉnh, chiếm 90-95%. Khi liên hệ trực tiếp thì được nhiều người trả lời không có nhu cầu nhận lại, một số người lại được doanh nghiệp hỗ trợ quyết toán chi phí xét nghiệm và một số khác đã được thông báo nhận lại nhưng không đến nhận hoặc không cung cấp số tài khoản để các đơn vị chuyển trả. Hành vi trục lợi các chuyến bay giải cứu cần bị lên án trừng trị. Thưa quý vị, tại cuộc họp báo Bộ Ngoại giao ngày 20 tháng 1, phóng viên đặt câu hỏi về những thông tin trên báo chí gần đây, phản ánh người Việt về nước theo các chuyến bay giải cứu phải trả số tiền lớn, thủ tục khó khăn và nghi vấn có trục lợi từ các chuyến bay giải cứu. Quan điểm của Bộ Ngoại giao thế nào? Trả lời câu hỏi trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định, chủ trương đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài có nhu cầu và hoàn cảnh khó khăn về nước là chủ trương đúng đắn và nhân đạo của Đảng và Chính phủ Việt Nam. Điều này cần đặt trong bối cảnh trong nước có những thời điểm hết sức khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Trong quá trình triển khai đưa công dân về nước, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện luôn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân có nhu cầu về nước, đăng tải công khai minh bạch thông tin về các điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký trên website chính thức và mạng xã hội. Bà Lê Thị Thu Hằng cho biết, để tránh công dân bị lừa đảo, bị lợi dụng chiếm đoạt tài sản, Bộ Ngoại giao đã khuyến cáo công dân không liên hệ với những cá nhân, tổ chức, các trang thông tin không rõ danh tính, không chính thống, không làm việc qua bất cứ hình thức môi giới trung gian nào. Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng, những hành vi trục lợi tiêu cực, thay đổi tính chất nhân đạo của các chuyến bay giải cứu cần bị lên án trừng trị nghiêm khắc theo quy định của pháp luật, người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định. Trong suốt gần 2 năm qua, thực hiện chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, các bộ ngành địa phương của Việt Nam đã phối hợp hỗ trợ các hãng hàng không trong và ngoài nước thực hiện hơn 800 chuyến bay, đưa 200.000 công dân từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước an toàn. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cũng thông tin, ngay từ khi dịch bệnh bùng phát, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ với phương châm lấy người dân làm trung tâm, không ai bị bỏ lại phía sau, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các hãng hàng không, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan ở sở tại, tổ chức 800 chuyến bay, đưa gần 200.000 công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nhu cầu về nước từ hơn 60 quốc gia vùng lãnh thổ. Theo bà Hằng, nhằm góp phần khôi phục phát triển kinh tế xã hội, tăng cường hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, đặc biệt đáp ứng nhu cầu đồng bào về quê đón Tết, Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, hãng hàng không, tổ chức các chuyến bay đưa người dân về nước theo nguyện vọng của công dân. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Việt Nam đã nối lại các chuyến bay thương mại thường lệ với 8 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cục Hàng không đang đàm phán trao đổi với các đối tác để mở lại đường bay tiếp theo tới Australia và khu vực châu Âu, hỗ trợ người Việt Nam định cư ở nước ngoài, chuẩn bị kế hoạch về nước một cách thuận tiện nhất. Mới nhất ngày 18 tháng 1 năm 2022, trên cơ sở ý kiến của Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Chính phủ đồng ý với việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài cùng thân nhân mang giấy tờ nhập cảnh hợp lệ, thẻ thường trú, thẻ tạm trú, thị thực, giấy miễn thị thực còn giá trị được nhập cảnh Việt Nam theo quy định tại luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Nghị định 82/2015. Theo đó, công dân không phải làm lại thủ tục kiểm tra nhân sự, cấp thị thực, giấy miễn thị thực, không cần xin phê duyệt chủ trương nhập cảnh của bộ ngành địa phương. Đối với người nước ngoài chưa có thị thực, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tiếp tục xem xét phê duyệt tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp nhập cảnh để làm việc,
dự hội nghị hội thảo học tập nhân đạo trên địa bàn tỉnh, các bộ ngành, cơ quan thuộc Trung ương chủ động quyết định việc mời, đón và chịu trách nhiệm quản lý người nước ngoài làm việc với cơ quan mình. Trước và sau khi nhập cảnh phải tuân thủ các hướng dẫn của Bộ Y tế, bao gồm các yêu cầu về xét nghiệm, tiêm chủng, khai báo y tế và theo dõi sức khỏe. Người phát ngôn cho biết đây là chủ trương đúng đắn, tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài có thể trở về nước.